Nhà tiên tri bằng giấc mơ Edgar Cayce với lời nguyền chí mạng và tiên đoán về tương lai thế giới nằm ở phương Đông. Nhà tiên tri giấc mơ lừng danh Hoa Kỳ Edgar Cayce hầu như đã đưa ra những dự đoán hoàn toàn chính xác. Và trước khi qua đời, ông còn để lại 5 lời tiên tri về tương lai. Trong đó, có một tiên đoán đặc biệt rằng trung tâm của thế giới sẽ quay trở về phương Đông. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mặc dù có khả năng tiên tri tương lai, nhưng bản thân ông lại gánh chịu một lời nguyền không thể giải. Đó chính là, nếu ông sử dụng năng lực tiên tri của mình vì lợi ích cá nhân, ông sẽ phải trực tiếp gánh chịu những thảm họa. Hầu hết mọi người đều biết Edgar Cayce nổi tiếng với các dự đoán về Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, khủng hoảng kinh tế Hoa Kỳ cùng nhiều sự kiện lớn như việc thành lập Israel, sự độc lập của Ấn Độ và sự sụp đổ của Liên Xô. Những sự kiện lớn mà trước khi chúng xảy ra, không một ai có thể tin được. Vậy Edgar Cayce có năng lực kỳ diệu như thế nào? Tương lai của nhân loại trong giấc mơ của ông ấy ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm nhiều động lực, ra thêm nhiều video ý nghĩa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Siêu năng lực kỳ diệu. Edgar Cayce sinh năm 1877 tại Kentucky, Hoa Kỳ, trong một gia đình Cơ Đốc giáo sùng đạo. Từ thuở nhỏ, Cayce đã lớn lên trong bầu không khí tôn giáo. Ông quyết tâm đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối mỗi năm để bày tỏ lòng sùng đạo của mình. Tất nhiên, đây là điều không có gì đặc biệt trong bối cảnh văn hóa nơi đây. Tuy nhiên, khi Cayce khoảng 6 đến 7 tuổi, một sự kiện đã xảy ra khiến cha mẹ của ông rất ngạc nhiên. Cayce có thể thảo luận về nhiều kiến thức sâu sắc như cuộc nội chiến Mỹ, lịch sử Ai Cập và Ba Tư, cũng như nhiều truyền thuyết lịch sử khác mà ngay cả cha mẹ ông cũng không rõ. Khi được hỏi nguồn gốc của những kiến thức này, Cayce đã trả lời rằng bản thân mình thường nhìn thấy những ảo ảnh và họ đã kể cho ông nghe rất nhiều câu chuyện. Ông cho biết bản thân không hề có cảm giác sợ hãi bởi một trong số những ảo ảnh chính là ông nội của ông. Ngoài ra, những người khác cũng rất thân thiện. Cha mẹ của ông không thể hiểu được điều này, họ chỉ coi đó là một năng khiếu đặc biệt của một đứa trẻ. Nhưng năng khiếu của Cayce không chỉ dừng lại ở đó. Khi Cayce 13 tuổi đã nhận ra mình có một năng khiếu đặc biệt về giấc ngủ. Trong một lần ngủ gật trên lớp với một cuốn sách làm gối, Cayce nhận ra rằng mình đã nắm bắt được toàn bộ nội dung của cuốn sách ngay sau khi thức dậy. Cha mẹ ông cũng đã tiến hành nhiều thử nghiệm và phát hiện ra rằng bất kể nội dung khó khăn đến đâu, Cayce vẫn có thể ghi nhớ chính xác. Đây thực sự là một phép màu trong học tập. Với khả năng này, Cayce hoàn toàn có thể thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ông đã phải bỏ học cấp 3 và đi làm để gánh vác gia đình. Công việc đầu tiên của Cayce là nhân viên cửa hàng sách. Một công việc rất phù hợp với anh vì chỉ cần ngủ gật, Cayce có thể ghi nhớ toàn bộ thông tin về các cuốn sách. Từ tên gọi, vị trí, giá cả đến số lượng. Thậm chí qua công việc này, Cayce gần như đã học thuộc nằm lòng toàn bộ kiến thức trong cửa hàng, trở thành một người có tri thức uyên bác, một công cụ tìm kiếm di động. Khả năng đặc biệt đã giúp ông làm việc rất tốt, thậm chí chủ cửa hàng cũng đánh giá rất cao về năng lực của Cayce. Khoảng thời gian sau đó, Cayce bắt đầu bán bảo hiểm. Chủ cửa hàng sách vẫn cho phép ông ấy làm việc bán thời gian, còn hứa trả cho anh mức lương hậu hĩnh là 200 đô la. Đây quả là một khởi đầu tuyệt vời. Tuy nhiên, do mang theo lời nguyền trên người, tin tốt lành đối với Cayce cũng đã trở thành điều xấu. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Được mệnh danh là nhà tiên tri giấc mơ số 1 ở Mỹ, với những tiên đoán có tỷ lệ chính xác cao, Edgar Cayce lại bị dính lời nguyền chí mạng rằng nếu sử dụng tài năng của mình cho mục đích cá nhân, ông sẽ phải gánh chịu thảm họa. Phải chăng đây là lời nguyền cấm kỵ của Thượng Đế? Bác sĩ chữa bệnh từ giấc mơ. Ở tuổi 23, Cayce đã có thể nhận mức lương cao lên đến 200 đô la. Vì vậy, Cayce cảm thấy vô cùng tự tin về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, anh ấy không biết rằng lời nguyền trên người mình cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Cùng năm đó, ông bất ngờ mắc bệnh viêm họng. Đến việc nói chuyện cũng trở nên rất khó khăn. Ông đã tìm đến rất nhiều bác sĩ, nhưng không ai có thể tìm ra nguyên nhân. Không còn cách nào khác,
Casey phải từ bỏ công việc ban đầu và tìm kiếm một công việc không cần phải nói nhiều. Đó chính là trợ lý nhiếp ảnh. Lúc này, ông may mắn gặp được nhà trị liệu bằng phương pháp thôi miên là ông Hart. Hart đề nghị sử dụng phương pháp thôi miên để điều trị bệnh họng của Casey, vì ở Hoa Kỳ bấy giờ, liệu pháp thôi miên rất phổ biến. Trong cơn tuyệt vọng, Casey đã chấp nhận thử phương pháp này. Bất ngờ thay, việc điều trị đã có một số hiệu quả. Sau khi chìm vào giấc ngủ, dưới sự hướng dẫn của Hart, thì Casey có thể nói chuyện như người bình thường. Tuy nhiên khi tỉnh lại, giọng nói của ông lại trở nên khàn khàn như trước. Dù nhiều lần thử liệu pháp thôi miên nhưng vẫn không thu được kết quả mong muốn. Ông suýt chút bỏ cuộc, nhưng chính lúc đó, một chuyên gia về thôi miên tại New York đến gặp Casey, đề nghị dùng phương pháp này để giúp cậu tự chẩn đoán và điều trị bệnh thông qua tiềm thức. Ông quyết định thử một lần nữa, và thật may mắn, lần này đã hoàn toàn thành công. Trong trạng thái mê man, cậu cho biết bệnh viêm họng của mình là do các yếu tố tâm lý gây ra và chỉ cần điều trị trong lúc gây mê. Bằng cách tăng lưu thông máu vùng họng, họng của Casey đã được phục hồi bình thường. Theo lời kiến giải của Casey, người ta thực hiện đắp nóng vùng họng của ông để thúc đẩy lưu thông máu. Khi tỉnh dậy, ông đã có thể nói chuyện như mọi người bình thường. Trải qua sự cố đau thương này, Casey đã phát hiện ra một năng khiếu thứ hai của mình: khả năng chẩn đoán bệnh tật trong trạng thái bị thôi miên. Ban đầu ông còn hoài nghi về khả năng này của mình, bởi ông chỉ đọc sách y học mà chưa từng thực hành. Tuy nhiên, sau khi thành công chữa trị bệnh tật cho nhiều người bạn, ông trở nên tự tin hơn. Mặc dù nghề chính của Casey vẫn là nhiếp ảnh, bác sĩ chỉ là một công việc phụ chứ không phải nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, phương pháp chữa bệnh kỳ diệu đã khiến Casey nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Vào ngày 9 tháng 10 năm 1910, các phương tiện truyền thông ở New York đã đưa tin về ông với tiêu đề "Người không qua đào tạo trở thành bác sĩ". Miêu tả những khả năng phi thường của Casey khiến ông trở thành nhân vật nổi tiếng khắp nước Mỹ. Lúc này Casey nghĩ rằng nếu có được khả năng như vậy, liệu ông có nên chọn việc chữa bệnh làm nghề chính để vừa cứu người vừa kiếm tiền? Tuy nhiên, để mở một bệnh viện riêng của mình, Casey đã dấn thân vào con đường không thể quay lại. Mặc dù trong suốt cuộc đời, ông đưa ra hàng chục lời tiên tri và hầu như tất cả đều trở thành sự thật, nhưng đối với những lời tiên tri liên quan đến bản thân, ông lại gặp phải vô số rắc rối. Vào đầu thế kỷ 20, để mở bệnh viện riêng, Casey đã bắt đầu quyên góp vốn khắp nơi. Lúc này, Hoa Kỳ đang trải qua cơn sốt dầu mỏ và nhiều người đã trở nên giàu có nhờ đó. Casey cũng tham gia vào cuộc khai thác dầu mỏ này bởi ông có lợi thế rất lớn. Đó chính là giải mã thông tin trong giấc mơ và dự đoán nơi nào có thể khoan ra dầu. Ban đầu Casey dự đoán rằng một vùng ở Comanche, Texas có thể khai thác được dầu mỏ. Sau khi khảo sát rằng vùng đất này có dầu mỏ, Casey và các nhà đầu tư nhanh chóng cử đội khoan đến đây và quả nhiên họ đã khai thác được dầu mỏ. Nhưng ngay khi Casey và các nhà đầu tư đang mong chờ thu về lợi nhuận khổng lồ, thì một loạt các sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những công nhân bị mất tích một cách bí ẩn, máy móc gặp trục trặc không thể giải thích được nguyên do. Đối tác bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, giếng khoan bị người khác cố ý phong tỏa, v.v. Sau vài tháng bế tắc, cuối cùng dự án đã thất bại. Tiền của Casey và các nhà đầu tư cũng tiêu tan. Lúc ấy, Casey quyết định thành lập một công ty dầu khí riêng để tránh khỏi loạt rắc rối này. Ông đã dự đoán được một nơi ở phía đông của San Antonio có thể khai thác được dầu. Vậy nên Casey đã thuê đất và tự mình dẫn đội đi khai thác. Không ngờ, trước khi dầu kịp được khai thác, ông đã phải chuyển nhượng quyền khai thác và mảnh đất cho người khác do thiếu vốn. Điều khiến Casey đau lòng là ngay sau khi ông chuyển nhượng mảnh đất, công ty tiếp nhận đã tìm ra 14 giếng dầu tại đây. Chủ công ty đã vụt trở thành một tỷ phú hàng đầu. Lúc này Casey mới nhận ra, có lẽ trên người ông tồn tại một lời nguyền, hay nói cách khác là một lời cấm kỵ. Dù ông có năng lực kỳ diệu, nhưng chỉ có thể phục vụ người khác, nếu sử dụng để kiếm tiền cho bản thân thì sẽ phải đối mặt với một loạt rủi ro. Vì vậy từ đó về sau, Casey không còn sử dụng năng lực để dự đoán cho bản thân, cũng không từ bỏ mà ông đã dùng năng lực đặc biệt của mình để trở thành một nhà tiên tri. Casey bắt đầu đưa ra lời cảnh báo nhân loại thông qua các lời tiên tri chính xác. Quan trọng hơn, ông còn có 5 lời tiên tri vẫn chưa xảy ra. Một trong số đó là dự đoán rằng phương Đông sẽ trở thành trung tâm mới của thế giới. Liệu chúng ta có thể tin vào những dự đoán này hay không?
nhà tiên tri đầu tiên của Hoa Kỳ. Theo Edgar Cayce, vào đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ nhận thức được sự dịch chuyển của trục trái đất. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi đáng kể về khí hậu, làm nhiệt độ toàn cầu tăng dần. Ông cũng dự đoán rằng nhiệt độ vùng cực và vùng đai băng tuyết sẽ tăng cao, băng tan và mực nước biển sẽ dâng lên, khiến một số khu vực ở Mỹ và phần lớn lãnh thổ Nhật Bản bị ngập lụt. Trong suốt cuộc đời mình, ông Cayce đã đưa ra hàng ngàn lời tiên tri và phần lớn trong số đó đã được chứng minh là đúng. Tuy nhiên, ông vẫn còn một số dự đoán chưa được xác nhận. Trong đó, có các tiên tri về việc con người sẽ tìm ra phương pháp y tế mới dựa trên năng lượng cơ thể, khái niệm về sự tái sinh, luân hồi của sinh mệnh sẽ được con người nhận thức một cách rộng rãi. Trái đất sẽ có những thay đổi lớn về địa hình và khí hậu. Trung tâm thế giới sẽ quay trở lại phương Đông nhờ vào sự trỗi dậy của một quốc gia ở khu vực này. Những phát hiện khảo cổ quan trọng có thể thay đổi nhận thức về nguồn gốc loài người. Cuối cùng, ông Cayce cũng tiên đoán rằng một vị cứu tinh sẽ xuất hiện trong nửa cuối thế kỷ 21. Khi Cayce nói về những dự ngôn trên, thì nhân loại vẫn còn đang trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, vẫn chưa kết thúc. Điều này chứng tỏ năng lực và trí tuệ của ông đã vượt xa khỏi phạm chủ trí thức của thời đại đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những câu chuyện về những lời tiên tri của Cayce vẫn còn ẩn chứa nhiều yếu tố truyền thuyết đô thị chưa được chứng minh. Vậy nên, chúng ta hãy xem đó như là một câu chuyện, một lời khuyên trong cuộc sống. Bạn nghĩ gì về những lời tiên đoán của Cayce? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.